Đây là 8 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang hoàn thiện bộ ghế gỗ gõ đỏ cột 10 gồm 8 thứ theo phong cách Quảng Ngãi. Đây cái ghế dài nó dài 2,4 m. Quý vị nhìn thấy là 4 cái lưng nha. Và lần trước là chúng tôi cũng đã làm xong một bộ và đã chuyển đi Hà Nội rồi. Nhà anh chị ở gần bến xe Mỹ Đình. Và cái đợt chuyển đó là đúng vào cái hôm mùng 5 hay mùng 6 Tết năm nay gì đấy. Và ngày hôm nay thì mới xong được bộ tiếp theo, bởi vì là cái hàng này mặt tràn và đồng thời là đục chạm mai điểu hồng chỉ này rất là cầu kỳ tinh xảo, chỉ có một người thợ đục được thôi, cho nên cái hàng này rất là hiếm. Như vậy là sau đúng 5 tháng thì là chính xác ra là từ cái lúc xong bộ đế vật đến bộ này đến 6-7 tháng. Cho nên là một số khách lúc trước có gọi điện hỏi nhưng mà chúng tôi là cũng không cung cấp được. Và đến lúc này là đang hoàn thiện. Đặt lên đi. Để quý vị quan sát đây. Để đang lấy hình ảnh một tí. Được rồi, khênh lên đi. Dùng đỡ vào một tí, nặng lắm. Xe máy của ai kia? Bỏ xe máy ra đi. Máy đi được mà. Còn đây là ghế, vừa nãy là chiếc ghế dài, còn đây là chiếc ghế đơn. Một bộ này thì gồm có là một chiếc ghế dài, ba chiếc ghế đơn là 4, một bàn là 5.